vợ con về nhà ngoại. Nửa đêm chị hàng xóm mò sang, đề nghị một việc kính. Nghe mà tôi giận run người, sốc nhất là câu chốt của chị. Lời đề nghị của chị hàng xóm khiến tôi vô cùng sốc, bởi vì chuyện này từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Hai vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ. Chúng tôi lên Hà Nội học rồi cùng nhau ở lại lập nghiệp và xây dựng gia đình. Vợ tôi là nhân viên văn phòng, tôi là nhân viên kinh doanh của một công ty chuyên về nội thất. Tôi khá hài lòng khi kinh tế gia đình ổn định. Hai con của chúng tôi, đứa lớn học lớp 1, đứa nhỏ đang học mẫu giáo. Sau 7 năm kết hôn, chúng tôi đã mua được một căn nhà nhỏ ở trên thành phố, gần nơi tôi làm. Ngay sát nhà vợ chồng tôi là một chị hàng xóm tên Hoa. Chị hơn tôi 4 tuổi. Chị sống một mình và chưa có chồng con. Chị hiện đang làm kế toán. Ngày đầu tiên vợ chồng tôi chuyển đến đây, không ai đang chuyển đồ thì bị mất điện. Đúng lúc vợ chồng tôi không biết xoay sở như thế nào, bởi vì dọn dẹp và khuân vác từ sáng đến tối, mệt muốn bở hơi tay, thì chị Hoa đúng lúc đó tan ca về đến nơi. Hiểu rõ tình cảnh đang gặp khó khăn của vợ chồng tôi, sau đó chị liền cầm đèn tích đèn ra rồi và còn giúp chúng tôi mang nốt mấy món đồ còn lại vào nhà. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, chị còn nhiệt tình mời vợ chồng tôi sang ăn cơm. Trong bữa cơm, chị kể về cuộc sống của chị cho chúng tôi nghe. Hóa ra chị là dân tỉnh lẻ, lặn lội từ quê lên thành phố kiếm việc làm để kiếm tiền nuôi bố mẹ già. Chị kể trước đây chị cũng từng yêu một người đàn ông, xong đến lúc sắp kết hôn thì chị phát hiện anh ta ngoại tình, nên từ đó đến nay chị không yêu ai nữa. Những ngày sau đó, gia đình tôi và chị hàng xóm giúp đỡ nhau rất nhiều. Chúng tôi coi chị như là người thân của mình, nhất là hai đứa nhỏ của nhà tôi rất thích qua chơi với chị ấy. Mỗi khi hai vợ chồng tôi bận hay tan làm về muộn thì chị lại qua đón rồi về nấu cơm, chăm sóc hai đứa nhỏ giúp chúng tôi. Bởi vậy mà vợ tôi lúc nào cũng khen chị tốt bụng, luôn tin tưởng khi gửi con cho chị. Tuy nhiên, gần 2 tuần nay, chị ít qua nhà tôi hơn. Đi làm về, chị chỉ đóng cửa và ở suốt trong nhà. Vợ tôi sang thăm hỏi thì chị bảo là chị buồn chuyện gia đình. Chị nói hai vợ chồng tôi không cần phải lo lắng. Chị đã nói như vậy nên chúng tôi cũng không muốn tọc mạch nhiều, vì dù sao đó cũng là cuộc sống riêng của chị. Cho đến ngày hôm qua, khi vợ con tôi về nhà ngoại chơi, còn tôi thì vì có hẹn với khách hàng nên ở lại giải quyết cho xong công việc. Bữa tối tôi vừa về đến nhà được một lúc, sau khi đánh răng chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì có tiếng chuông cửa. Tôi vừa mở cửa thì chị hàng xóm đã bước vào. Tôi nghĩ chắc chị có việc quan trọng nhờ tôi giúp đỡ. Mới đầu chị hỏi thăm vợ con tôi, một lúc sau chị bỗng ngỏ ý mong tôi giúp chị có một đứa con. Lời đề nghị của chị hàng xóm khiến tôi vô cùng sốc, vì chuyện này từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến. Lấy hết can đảm, tôi đã thẳng thừng từ chối chị. Tôi bảo em không thể nào làm như vậy, vợ con em mà biết thì chị có chết. Đến lúc này thì chị mới đứng lên và đáp lại lời tôi. Cậu cứ yên tâm, vợ cậu sẽ không bao giờ biết được đâu. Chỉ cần cậu đồng ý, sau này tôi sẽ chuyển đi nơi khác, không làm ảnh hưởng đến gia đình của cậu. Nói xong, chị còn chốt thêm một câu, mà như vậy thì cậu cũng được thử cảm giác mới mà. Quả thật, tôi cảm thấy rất tức giận và mệt mỏi với chị vào lúc này. Tôi không thể hiểu nổi tại sao chị lại có suy nghĩ như vậy. Hay là chị nói ra điều này để gài bẫy tôi? Mặt tôi đỏ bừng bừng. Tôi bảo chị, chuyện gì tôi có thể giúp chị, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không thể.
Chuyện sinh con, tôi chỉ muốn chung thủy với người phụ nữ mà tôi yêu mà thôi. Nếu như chị còn muốn tiếp tục qua nhà thăm các con của tôi, thì hãy bỏ ngay suy nghĩ đó đi, bởi vì tôi là người đã có gia đình. Sau khi nói xong rõ ràng quan điểm của mình, tôi đưa chị ra ngoài rồi đóng cửa lại. Vợ chồng tôi đang sống với nhau rất hạnh phúc. Tôi không muốn vì chuyện bên ngoài mà làm ảnh hưởng đến hôn nhân của mình. Còn nữa, nếu như để chuyện này đến tai họ hàng, người thân và bạn bè của tôi thì sẽ ra sao đây? Tôi nghĩ từ giờ trở đi tôi phải giữ khoảng cách với chị hàng xóm để không bao giờ xảy ra chuyện này thêm một lần nào nữa. Dòng tâm sự thứ hai, chồng nói có 1,5 tỷ để làm nhà, nhưng vừa xây xong phần móng thì đã nợ đầm đìa. Khi chủ nợ đến đời, anh liền lộ âm mưu đề hàng. Vì có chỗ dựa quá tốt nên chồng tôi muốn được dựa mãi. Năm trước, bố mẹ đẻ cho tôi một suất đất. Nhiều lần chồng tôi muốn xây nhà, nhưng tôi không đồng ý. Tôi bảo vợ chồng còn trẻ, cố gắng làm thêm vài năm nữa, có tiền gửi tiết kiệm để kiếm chút lãi. Khi nào có nhiều tiền thì xây nhà cũng chưa muộn. Thấy bạn bè và anh em đều xây nhà đẹp, chồng tôi cũng đứng ngồi không yên, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện xây nhà. Đi đâu anh cũng chê nhà mọi người xấu. Anh còn bảo anh mà xây nhà thì không ai nói được. Đầu năm nay, nghe chồng bảo có 1,5 tỷ để xây nhà 2 tầng. Anh bảo tôi không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính, cứ để anh ấy muốn làm gì thì làm. Vợ không được đứng ra cản trở. Thật sự bây giờ, nếu như tôi không cho chồng làm nhà, chắc tôi bị anh ấy đày đọa đến trầm cảm mất thôi. Nên cuối cùng tôi đành để anh muốn làm gì thì làm. Hiện tại nhà tôi đã xây xong được phần móng. Tối ngày hôm kia, người bán vật liệu xây dựng đến nhà tôi để đòi tiền. Họ đưa tờ hóa đơn 200 triệu mà chồng tôi chưa trả một đồng nào. Chúng tôi phải trả một nửa thì họ mới tiếp tục cung cấp vật liệu cho chúng tôi. Trong lúc đó tôi chưa hiểu vấn đề gì, thì chồng cứ hối thúc người ấy về trước đi đã, anh hứa sẽ lo tiền trả cho. Khi còn hai vợ chồng, tôi ngây ngô bảo với chồng, lấy tiền trả cho người ta sớm đi, nợ nần như thế thì ai dám bán vật liệu cho. Chồng tôi bất ngờ, nói là có tiền đâu mà trả. Trước khi xây nhà, rõ ràng chồng khẳng định là có tài chính đầy đủ. Bây giờ anh lại nói như thế là sao? Chồng bảo tất cả chỉ có 300 triệu, đã dùng hết cả rồi. Giờ đây chúng tôi không có tiền, nhưng ông bà ngoại thì có. Anh còn bảo tôi về vay tiền bố mẹ đẻ để xây nhà. Sau này hai vợ chồng sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền và trả dần cho ông bà. Tôi không đồng ý với mong muốn đó của chồng, bởi vì nhà ngoại đã cho đất rồi, còn việc xây nhà là phần của chúng tôi, tại sao lại đẩy hết gánh nặng cho bố mẹ vợ được? Tôi hỏi tại sao anh không vay tiền của nhà nội mà làm nhà, bố mẹ chồng cũng có kinh tế, chứ đâu nghèo khó gì. Chồng bảo có vay tiền thì sẽ có trả, có bảo ông bà cho không đâu mà tôi lại nổi đỏ lên. Chồng tôi cũng nói là anh từng hỏi vay bố mẹ chồng tiền, nhưng ông bà nói không có, nên bây giờ anh chỉ biết tiếp tục dựa vào nhà ngoại mà thôi. Thật tình, anh ấy đã có âm mưu từ trước, không có tiền mà vẫn muốn xây nhà, bởi vì có chỗ dựa quá tốt nên cố tận dụng hết sức. Tôi không biết có nên nghe lời chồng tiếp tục về nhà ngoại bòn rút tiền của ông bà hay không. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.